chiếc xe đó kế bên nó đã chạy rồi. Do you want racing? Ask them racing. Yeah, four people and two people. Four versus two? Yeah. Ooh, yeah, ngồi cái này sướng quá ha. Đã không? Mà ướt cái gì? Nè, ướt cái chân của đồ rồi nè. Nè, sang. Bảy. Rồi, chụp mấy tấm rồi. Kính chào các cô chú, anh chị, quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 17 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống, đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626-899-5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello các bạn, hôm nay gia đình em đi du lịch tới một nơi rất là nổi tiếng, đó là King Beach. Vé đậu xe là 20 đồng. Cái chỗ này rất là, nó nằm ở miền bắc của cái hồ Lake Tahoe á. Cái khu này rất là nổi tiếng, có tên là King Beach. Ok, người ta tới đây chơi rất là đông, rất là vui. Có playground của cho những đứa, những gia đình có đứa nhỏ đó thì dắt tới đây chơi rất là vui. À, để quay một vòng cho các bạn gần xa có thể xem khu King Beach rất là đẹp, rất là nổi tiếng luôn. Không khí ở đây rất là mát, rất là dễ chịu, không khí rất là trong lành, rất là sạch sẽ. Cái tên nó King Beach, vua của biển. Nhưng mà thực sự cái này là cái hồ chứ không phải là cái biển. Mới sáng sớm mà có người tắm quá chừng. Hello người đẹp. Người đẹp đang tới biển King Beach này. Trời ơi, quá trời đông luôn nè. Mới sáng mà người ta xuống đây người ta tắm rồi nè. Đó, đẹp chưa? Bây giờ muốn này đi ở ngoài kiếm gì mua cho Kaylin nó ăn á. Rồi đi vòng vòng chơi rồi chút trưa mới tắm nha. Chứ mới sáng sớm đâu có tắm liền được, lạnh lắm. Nhìn giống Vũng Tàu không? Tên là King Beach nhưng mà cái này là cái hồ, nó nằm ở miền bắc của Lake Tahoe. Đó, đẹp dễ sợ luôn á chứ. Hai khai không? Xung quanh là núi không á chứ. Cái hồ rất là lớn luôn. Lái xung quanh cái hồ mấy tiếng đồng hồ.
cảnh rất là đẹp. Cây cối xanh tươi luôn. Đó, cây cối xanh tươi luôn đó chưa. Xung quanh đây rất là mát luôn. Gió thổi mát dễ sợ. Đó, mua đồ ăn cái ngồi trên bàn nữa đó chưa. Vừa ăn vừa ngắm cảnh. Đó là phê nóng lắm ạ. Nguyên một bót đồ ăn. Ngồi đây ăn xong cái ngắm ở dưới hồ luôn. Đẹp quá chừng luôn. Say hello kìa. Hello kìa. Hello kìa. Khai lên. Hello kìa. Vui không? Nó đi chơi vui không? Đó, đằng sau lưng là nguyên cái hồ. Người ta tắm, người ta chơi rồi. Thuyền, bồn, rồi. Đủ loại, đủ kiểu à. Quá chừng đẹp luôn. Ồ, đằng đó hình như có cái cây cầu đi ra ngoài nữa đó. Phải không? Có cây cầu đó đi ra ngoài nữa kìa. Gió thổi mát, dễ sợ luôn. Không khí ở đây rất là tốt luôn. Rất là mát mẻ, rất là trong lành. Cảnh đẹp quá chừng nữa. Kim Beach. Cảnh đẹp quá nè. Mát quá chừng mát luôn. Nguyễn khu này vui quá ha. Đông quá trời đông. Nước hồ trong dễ sợ trong. Giờ này là 1 giờ mấy trưa. Mà trời mát quá. Khai không? Let's go khai không? Wow, có playground kìa Kaylin. Có cái đó là Kaylin hết bo rồi nè. Kìa có cây cầu kìa, đi ra ngoài chụp hình đẹp đó nha. Ra đây chụp hình cái đi. Kìa có cây cầu đi ra ngoài chụp hình gia đình cái đi. Đứng suốt ngoài đó đó rồi anh chụp cho. Trời ơi đi chơi mà cứ sợ nắng đi. Sao mà không thấy. Đeo mắt kiến vô chụp hình đẹp. Đi đi ra đây chụp hình nè. Chụp hình cái cây cầu nè. Đẹp quá chừng á. Mỗi nơi có một cái vẻ đẹp riêng. Ok. Đó, đẹp chưa? Quá chừng đẹp luôn á, thấy chưa? Cảnh đẹp dễ sợ á. 1 giờ mấy trưa mà quá chừng là mát luôn á. Bờ biển Kim Beach chỗ này người ta tới đây đông quá bởi vì không có được nước cũng
đông người tắm quá nè. À, cái này là hồ nước ngọt nha. Người ta tới người ta còn gắn cái mấy ổ khóa ở đây nhóc hết trơn nè. Rồi viết cái tên ở trên đây nè, người nào tới đây rồi có viết cái tên ở đây nữa nè, để làm kỷ niệm nè, thấy không? À, quá trình ổ khóa luôn. Ở bên đây cũng có nữa nè, quá chừng ổ khóa luôn nè, thấy chưa? Đó, mấy người mà khách du lịch ở bước phương xa tới đây á, người ta gắn mấy cái ổ khóa nè. Đó, thấy vui chưa? Đẹp quá chừng luôn á các bạn ơi. Đây là Kim Beach nằm tại hướng nọt của Lake Tahoe. Cảnh đẹp dễ sợ chưa? Nước hồ trong xanh, nước ngọt đó, chứ không phải là nước mặn. Không khí rất là mát, rất là dễ chịu. Không khí trong lành luôn, chứ không có nóng giống như Las Vegas. Thấy cảnh người ta tắm thấy vui chưa? Rất là đông luôn. Dễ sợ mát á, 1 giờ trưa mà trời mát dễ sợ luôn. Ai muốn chèo thì mướn mấy cái này chèo. Cái này 1 tiếng không biết bao nhiêu nè ha, lên chỉnh hỏi thử này. Mà sao bên kia cho mướn gì mắc quá vậy? Mình 6 người có loại 6 người không? Ồ. Đi chút nữa ấy cái 4 người với một cái 2 người. Đó. Chiếc 4 người với chiếc 2 người. À. Vui ha. Rồi lên cho nó playground trước đi rồi tính. Rồi chút nó xuống muốn đạp, muốn thay đồ xong rồi muốn muốn làm.
Mà bên Hawaii hình như cho mướn này nọ giá cả cũng mắc hơn á. Vậy chơi bên đây sướng hơn, tại vì cái đó khu du lịch mà. Playground cho con nít chơi nè. Kế bên cái King Beach. Đẹp quá đi thôi. Mát dễ sợ mát luôn. Để quay gần cho các bạn dễ thấy. Hai giờ trưa mà thấy mát dễ sợ chứ. Khí hậu ở đây tốt quá. Đi du lịch ở đây mấy ngày nay mà không có thấy ai đeo mát hết trơn. Mình mà đeo mát là người ta chắc người ta nhìn mình giống như là một người kỳ lạ. Không có thấy ai mà đeo hết trơn. Đi vô nhà hàng, đi bất cứ chỗ nào cũng không có thấy, casino cũng vậy, hotel cũng vậy. Khu du lịch ở đây người ta rất là thoải mái, rất là sạch sẽ, không có ai đeo mát. Chừng nè, mát quá trời mát luôn, toàn là cây bự bự cao cao không. Người ta đậu quá trời nè, sáng mình không biết, mình không có đậu ngoài đường, mình phải đi gửi xe. Xe đậu một bên còn một bên không có đậu ha. Cảnh đẹp quá kìa. Đó. Xe mình đậu ở trong đây 20 đồng. Còn ta đậu ngoài đường thì ta không có cần phải trả tiền. Thôi thay đồ đi tắm. Bờ hồ nước ngọt.
rất là mát luôn. Bà con cô bác tắm rất là đông. Nước trong veo, hồ nước ngọt, vui chưa? Bây giờ ngay cái giác này tắm là sướng nhất nè. Giờ này 2 giờ mấy, 3 giờ là tắm là sướng nhất nè. Hello người đẹp, sướng quá ta, ngồi hóng gió sướng quá ta. Yeah, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. That's that way. Yeah, right there. Đạp thấy bà luôn. Yeah. Keep your leg working, okay? Don't stop, okay? Vui không? Quá thằng vui ha. Good. How about go this side? Got that way, I took us back. Yeah. Yeah, try it, try it. I'd rather be a braggy instead of being wrapped. Khai đầu dưới sang chạy ra tới ngoài luôn rồi kìa. Luôn. Khai dưới sang đạp ra tới ngoài luôn rồi kìa. Khai đầu ngắn quá nằm dài luôn rồi. Ồ, má mì với Khai rồi chạy vậy đó hả? Không biết bẻ lái là nó chạy nó quẹo tùm lum hết trơn á. Hồi nãy sang chạy mệt không? Thái ơi, hãy vô lép không? Thấy chưa nói mà. Đạp quá trời luôn, nó mới đi nổi. Đau cái chân luôn á. Yeah. Để cho Khai rồi nó đạp kìa. Vui không? Đạp xong tối về đi không nổi luôn á. Đó,
bây giờ ta ra nó chơi quá chừng rồi đó, quá chừng vui rồi đó. Dân nước quá chừng này. Đẹp quá. Sóng đánh quá chừng này. Sóng đánh quá chừng luôn này. Không biết mẹ lái không? That's right. Yeah, vô muốn vô ăn thì vô. Yeah, đúng rồi đó. Giỏi quá. Yeah. Đạp quá chừng đạp luôn. Vui quá cả nhà ơi. Ốc nha. Hello. We have a lot of fun. Sao lết tha hồ. Pin beach. On the pedal ball. Pedal ball hả? Cái này là pedal ball hả? Yeah, just how do pedal. You know? Why you know the name? Vui chưa? Wow, go out luôn các bạn. Go all the way out luôn các bạn. Let them go in được hả? Turn go in đi.